Kết quả ngoại hạng Anh 9 trên 2, mua hòa cay đắng banh ly, huấn luyện viên Lam Park khóc hận. Kết quả ngoại hạng Anh diễn ra sáng nay mùng 9 tháng 2, mua bị Burnley cầm hòa 1-1. Trong khi Everton của huấn luyện viên Lam Park thua ngược Newcastle với tỷ số 1-3 ở vòng 24. Sáng nay, mùng 9 tháng 2, đã diễn ra 3 trận đấu sớm của vòng 24 giải ngoại hạng Anh 2021-2022. Hai đội bóng được đánh giá cao hơn ở loạt trận sáng nay là Everton và Mu đều gây thất vọng lớn. Everton của huấn luyện viên Lampard có chuyến làm khách trên sân của Newcastle. Đội bóng đã đầu tư rất mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2022 để phục vụ cho cuộc chiến trụ hạng. Niềm vui đến với Everton ở phút 36 khi Jamal Lascelles phản lưới nhà giúp đội khách vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, niềm vui của Everton ngắn chẳng tài gan vì đúng một phút sau từ tình huống đá phạt gốc của Kieran Trippier. Hàng thủ Everton gặp lúng túng trong việc hóa giải và Mason Holgate đã vô tình đưa bóng về lưới nhà giúp chiếc chòe có bàn gỡ hòa 1-1. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Newcastle và Everton chơi đôi công, ăn miếng trả miếng tạo ra trận đấu hấp dẫn. Ở hiệp đấu này, Newcastle tỏ ra hiệu quả hơn trong khâu kết liễu đối thủ, khi họ ghi được hai bàn thắng nữa ở các phút 56 và 80 do công của Ryan Fraser và Kieran Trippier để ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1. Trong khi đó, ở trận đấu giữa Burnley với Mu trên sân Tupmore, mua sớm có lợi thế dẫn bàn khi Poba mở tỷ số ở phút 18. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo của quỷ đỏ đã tạo điều kiện để đội chủ nhà ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 47. Trong suốt hiệp 2, mua miệt mài tấn công tìm kiếm bàn thắng thứ hai, nhưng băng chơi phòng ngự tốt khiến quỷ đỏ bế tắc. Ngay cả khi có cơ hội thì những chân sút của đội khách cũng không tận dụng thành công. Kết quả chung cuộc bên lề hòa 1-1 trước mua. Với kết quả này, mua đã bị West Ham chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu này, West Ham dù gặp khá nhiều khó khăn trước Watford nhưng cũng có được chiến thắng 1-0 do công của Jarrod Bowen.